Xin chào các anh đến với video số 317 của kênh đầu câu Toko Saban nhé. Clip tối nay em lên cho mình một ít máy đứng đẹp keng nha mấy anh. Một vài phụ kiện như là cước câu và lưỡi câu cần thì sẽ có một vài cây cần tay này, cần lua, cần hai khúc cho mình câu ngâm ha, và có một cây cần sân tra nha. Chiều dài 3m15 khoen Fuji loại xứ xích chân von đẹp keng cho mình nha mấy anh. Tại tỉnh 57kg vô tư và vài cây cần 3 khúc và 4 khúc phíp giá rẻ cho mình luôn nha mấy anh. Cho mình tập câu giải trí, câu tham khảo luôn nhé. Rồi em xin lên phụ kiện trước nhé. Phụ kiện mã số 1 thì em gửi đến anh đó là lưỡi câu lóc nha. Cái lưỡi này thì em ghép combo là gồm 6 gói và mỗi gói 5 lưỡi này. Lưỡi rất là dày dặn nha, đầu bo tròn và có ngạnh sắc bén luôn, để chuyên câu lóc cho mình luôn nha. Lưỡi này bằng chất liệu thép không rỉ nha mấy anh. Cái combo này em ghép như thế thì tầm khoảng là 30 lưỡi cho mình nha. Tầm khoảng 30 lưỡi ạ. Lưỡi rất là to cho mình luôn nha. Đấy, tránh tình trạng lưỡi nha mấy anh. Bề ngang của nó tầm khoảng là 3 ô tập và bề dài của nó tầm khoảng là 6 ô tập nha. Lưỡi rất là to nha. Thân lưỡi thì tầm khoảng là 1.4 nha mấy anh. Thân lưỡi thì tầm khoảng là 1.4. Lưỡi có ngạnh sắc bén và có cái đầu vo tròn cho mình luôn. Combo mã số 1 30 lưỡi như này nha. Em bán với giá là 100k nha mấy anh. 100k cho cái combo lưỡi này Mã số 1 100k mã 1. Mã số 2 thì em gửi đến anh đó là lưỡi chính hãng Da Qua cho mình săn hàng nha. Tầm khoảng là lưỡi size số 9, size số 10 nha mấy anh. Đấy, lưỡi thì cũng bằng chất liệu thép không rỉ, đâu là đầu tán dẹp, lưỡi có ngạnh sắc bén. Combo 10 gói, mỗi gói 8 lưỡi thì tổng thể cái combo này là 80 lưỡi nha mấy anh. Tổng thể 80 lưỡi. Lưỡi chính hãng Da Qua, hàng nội địa Nhật nha mấy anh. Đây. Lưỡi rất là to ha, rất là dày dặn cho mình luôn nè. Có ngạnh sắc bén và có cái đầu tán dẹp cho mình luôn nha. Đây. Bề ngang của nó tầm khoảng là 2 ô ly tập và bề dài của nó tầm khoảng là 3 ô nha mấy anh. Đấy, khá là ok. Loại này lưỡi này thì khách phản hồi rất là tốt nha. Đây. Combo mã số 2 80 lưỡi như này nha, em bán với giá là 170k nha mấy anh. Mã số 2 170k, mã 2 170. Mã số 3 thì em gửi đến anh đó là túi Sufix đường kính 0.45mm tại cá 16kg nha. Đấy, loại này là size số 7 nha mấy anh. Mỗi một cuộn như này là 100m thì em ghép 3 cuộn lại với nhau là 300m nối liền, không có cắt rời, xài tới đâu cắt tới đó cho nó tiện nha. Combo này thì em bán với giá là 100k nha, 300m dây nha. Mã số 3 100k, mã 3. Mã số 4 thì em gửi đến anh đó là cước rời XR đến từ hãng Bassa. Và cái loại này thì nó có cái tem chống hàng giả luôn nha mấy anh. Đấy, cước rời XR đường kính 0.28 tại cá tầm khoảng 7-8kg cho mình luôn. Mỗi một cuộn như này là 100m thì em ghép combo 2 cuộn lại với nhau là 200m nha. Đây. Sợi cước rất là dẻo dai ha, mịn cho mình luôn nha. Đấy. Em bán với giá là 120k cho 2 cuộn như này nha. Đấy, 120k 2 cuộn, mã số 4 ạ, 120k. Mã số 5 thì em gửi đến anh đó là cước Toto nha. Cước Toto ạ. Cước Toto thì em có hai size nha mấy anh, size 0.22mm nè, tại cá 5.4kg ha. Loại này đi câu lô cũng khá là ok và nó có cái màu đây, màu trắng đục nha, tiệp với màu nước cho mình luôn ha. Tại cá tầm khoảng 5.4kg, mỗi một cuộn như này là 150m, nó cũng có tem chống hàng giả luôn nha mấy anh. Đây, tem chống hàng giả cho mình luôn, khỏi phải sợ hàng trôi nổi nha. Đấy, cước mã số 5, hai cuộn như này là 300m nha, em bán với giá 120k nha mấy anh. Cước Toto đến từ hãng Bassa, có tem chống hàng giả cho mình luôn. Đấy, 120k cho cái combo này mà số 5. Mà số 6 thì em gửi đến anh đó là cước Toto đến từ hãng Bassa luôn, cũng cùng loại đó luôn nhưng mà đường kính là 0.35 nha. Tại cá tầm khoảng là 12.5kg nha mấy anh. Mỗi một cuộn như này là 100m này. Em ghép combo 2 cuộn lại với nhau là 200m nha. Em bán với giá là 120k luôn nha mấy anh. Mã số 6 120k cho cái loại cước này nha. Mã số 6 ạ. Đây, 035 là tương đương với size số 5 nha mấy anh. Tương đương size số 5 ạ. Mã số 7. Số 7 thì em có cước Mỹ nha. Đường kính 0.4mm tương đương với size số 6 nè. Tại cá 17.5kg, mỗi một cuộn là 150m nè. Cũng đến từ hãng Bassa, hãng lớn cho mình nha. Có mắt in rõ ràng đầy đủ ạ. Đây. Cái loại cước này nó có cái màu nâu đỏ nha mấy anh, màu nâu đỏ. Em bán với giá là 120k cho hai cuộn như này nha, 300m ạ. Mã số 2 4 6 7. Mã số 7 nha, 120k,
mã 7 à, 120. Mã số 8. Mã số 8 thì em gửi đến anh đó là một con máy gon 4.000 nhưng mà xây thực của nó là 3.000 cho mình đi câu lua nha mấy anh. Phơm gọn nhẹ và ratio cao luôn, ra dây nhanh và thu dây nhanh nha, để câu lua đỡ mỏi tay. Xây thực tầm khoảng 3.000 thôi ạ. Vô cứ 0.2 là được 240 m ạ. 0.25 là 200 và 0.37 là 100 nha. Cối là hợp kim, thân là carbon luôn. Mô bên sóng là tiếng kêu lưỡi gà con ha, cần gạt. Con lăng ạ, à, đổi tay quay trái phải đều được, chốt chặn đã chiều đầy đủ nha. Máy chạy nhẹ nhàng cho mình luôn nha mấy anh, máy chạy nhẹ nhàng, chốt chặn đã chiều đầy đủ cho mình luôn ạ. À, rất là ok này. Con máy mã số 1 và em bán với giá là 219k cho con máy này nha. Mã số 1 219k, máy đẹp keo hoạt động êm mượt. Mã số 2 thì em gửi đến anh đó là một con máy Yumoshi 6.000, xây thực 6.000, ratio 5.5 cho mình luôn. Đấy. Cối là hợp kim nha mấy anh, thân là carbon. Vô cứ 0.35 là được 310m, 0.4 240 và 0.45 là 190 nha. Ratio 5.5 nha. Đổi tay quay trái phải đều được ạ. À. Con gạt. Con lăn. Đổi tay quay trái phải đều được nha mấy anh. Hoạt động máy đây. Máy chạy nhẹ nhàng nha, chốt chặn đảo chiều đầy đủ cho mình luôn nè. Đấy. Khá là êm mượt luôn. Con máy mã số 2 ạ, à, em bán với giá là 190k cho con máy này nha, xây thực 6.000. Mã số 2 190 ạ, à, mã 2. Mã số 3 thì em gửi đến man đó là một con máy gôn 7.000, xây thực 7.000, câu ngâm lăng xê đến lục săn hàng đều được ạ. À. Ratio 5.2 cho mình luôn. Vào cước 0.35 là được 300m, 0.4 240 và 0.45 là 190 nha. Cối là hợp kim, thân là carbon cho mình. Mô bên sóng tiếng kêu lưỡi gà con nè, cần gạt. Con lăng ạ, à, đổi tay quay trái phải đều được, chốt chặn đảo chiều đầy đủ, máy chạy nhẹ nhàng cho mình luôn. Không có bị sầu lắp gì hết nha mấy anh, máy rất là mượt mà luôn, độ mới cao không lỗi lầm ạ. À. Con máy mã số 3 hoạt động tốt và xây thực của nó là 7.000 nha, em bán với giá là 290k nha. Mã số 3 290k cho con máy này ạ. À. Mã số 4. Mã số 4 thì em gửi đến anh đó là một con máy này đây. Con máy đến từ hãng Daiwa SS800. Con máy này xây thực 3.000 nha. Vào cước số 2 là được 280m, cước số 3 190m nha. Con này thì nó là hàng nội địa Nhật nha mấy anh, và nó có cốt trợ lực nữa nè. Cốt trợ lực rất là to nha. Con máy này rất là khỏe nha, độ mới của máy vẫn còn cao cho mình luôn nè. Xây thực 3.000 à, hợp kim nguyên khối, hàng nội địa Nhật cho mình luôn. Mô bin sóng tiếng kêu lưỡi gà con nè, cần gạt. Con lăng ạ, à, đổi tay quay trái hoạt động máy đây ạ, à, đấy tiếng e khi kéo cáo nha. Máy chạy nhẹ tên cho mình luôn ha. Con máy mã số 4 mà em bán với giá là 500k cho con máy có cốt trợ lực xây thực 3.000 này nha mấy anh, hàng nội địa Nhật ạ, à, 500k mã số 4. Mã số 5 thì em gửi đến anh đó là một con máy chuyên luôn. Con máy RIC 2.500 nha, xây thực 2.500 cho mình luôn. Ngã tiếng E khi kéo cá, tiếng lưỡi gà này nghe rất là thanh nha. Ratio 5.2 ạ. À. Vào cước 0.15 là được 200m, 0.2 là được 150 nha. Cối hợp kim, thân là carbon luôn. Mô bên sóng tiếng kêu lưỡi gà còn nè. Cần gạt. Con lăng ạ, à, đổi tay quay trái phải đều được nha. Anh nào thuận tay trái báo em đổi sẵn cho mình luôn nha. Máy chạy mượt mà nha. Đấy, đảo chiều, máy chạy rất là mượt luôn nha mấy anh. Mấy con này lua khá là ok nha, đỡ mỏi tay nha. Con này có thắng ABS nha, có thắng ABS. Máy chạy nhẹ tên cho mình. Con máy mã số 5 ạ, à, em bán với giá là 590k, tặng kèm theo một cuộn cước nha. Cước 8X nha mấy anh. Đấy, cước này rất là chắc chắn nha. À, mã số 5 em bán với giá là 590k nha. Trong máy đã có cước lụa sẵn rồi nha. Cái cước này nó cũng khá là xịn lên mấy anh ơi, hàng nội địa Nhật cho mình luôn nha, cước mới chưa qua sử dụng ngoài Nhật, tặng kèm theo dù nữa, có cả cước cả dù nha, mình về mình xài cái nào thì mình tháo mình đổi qua ha. Đấy, mã số 5 590k. Mã số 6 thì em gửi đến anh đó là một con máy đuôi chuột nha. Con máy này thì cái đuôi chuột nó tiến rồi rất vẫn còn nè, độ mới còn khá là cao, đẹp keng cho mình luôn nha. Cối là hợp kim, thân là carbon ạ. À. Con này ratio 5.2 nha, vào cước 0.25 là được 215m, 0.3 150 nha. Mô bên sóng tiếng kêu lưỡi gà con ạ, à, cần gạt. Con lăn, đổi tay quay trái phải đều được, chốt chặn đảo chiều đầy đủ.
máy chạy nhẹ tên, con này chạy 8 bạc đạn nha mấy anh, chạy 8 bạc đạn. Đấy. Đảo chiều. Và có chế độ xả nhanh cho mình luôn, có chế độ xả nhanh cho mình luôn nha. Thắng ABS. Đấy, con máy này, mua con máy này sẽ tặng kèm theo một cái cối như này luôn nha mấy anh. Cối này là cối carbon nha. Đấy. Còn trong đây là cối hợp kim này. Con máy mã số 6 em bán với giá là 350k, một con máy đuôi chuột hai cối nha, 350k mã số 6 ạ. Rồi, em hết máy rồi, em qua cần nha mấy anh. Cây cần mã số 1 thì em gửi đến anh, đó là một cây cần tay chiều dài 4m5 mà cứng tầm khoảng 45h cho mình luôn, phôi là phôi carbon cho mình nha. Tay cầm dạng carbon nhám rất là chắc chắn luôn ạ. Cây này nó có trọng lượng là 145g và ngọn 0.9 ly nha, màu phôi đẹp keng nha. Đấy. Cái thân cần rất là gọn gàng cho mình luôn nha mấy anh. Bỏ ba lô nè, đấy, vali hay là túi xách đều được nha. Ngọn 0.9 ly đây ạ. Và cây này cứng tầm khoảng là 4-5H nha. Đấy, phôi carbon xoắn từ lóng thứ hai cho mình luôn ha. Xoắn từ lóng thứ hai đẹp kê. Màu phôi sáng bóng cho mình luôn. Đấy. Màu phôi đẹp kê. Sáng bóng luôn ạ. Cây cần mã số 1 ạ. Chiều dài 4m5 cứng 45H, em bán với giá là 590k cho cây cần này nhé. Mã số 1 590k mã 1 ạ. Mã số 2. Số 2 thì em gửi đến anh, đó là một cây cần tay chiều dài 6m3, cứng 45H luôn, ngọn 1 ly và trọng lượng của cây cần này là 249g nha mấy anh. 249g. Đây em ra cần cho mình xem luôn nhé. Ngọn cần ra thẳng nha, không bị võng đâu ạ. Cần đẹp keng, độ mới cao, không lỗi lầm và không có vết xây xước luôn nha. Đấy. Đẹp keng à, nhận hàng được kiểm tra hàng nha mấy anh, nên là cứ yên tâm ha. Màu phôi sáng bóng nha. Màu phôi sáng bóng, cần ra thẳng không bị võng gì đâu ạ. Ngọn to 1 ly nha mấy anh nào thích con ngọn to, cây này khá là ok. Cần số 2 à, em bán với giá 568k cho cây cần này nhé. 568k mã số 2, 6m3 cứng 45H ạ. À. Đấy, ngọn 1 ly nha. Mã 2. Mặt số 3 thì em gửi đến anh, đó là một cây cần tay Herabuna nha, hàng Korea xuất Nhật nha mấy anh. Đấy, tem vàng mà có đầy đủ luôn và còn túi nút chụp đầy đủ cho mình. Tay cầm dạng carbon nhám cho mình luôn nè. Đấy. Màu phôi carbon xoắn nha, xoắn sáng cho mình luôn. Cây này nó vẫn còn túi và nắp chụp đi theo ạ. À. Trọng lượng 225g và ngọn của cây cần này là 1.2 nha. Cây này cứng vượt 5H nha mấy anh, cứng cao cho mình đi săn hàng nha. Đây, em ra cần cho mình xem luôn nhé. Ngọn cần ra thẳng nha, không bị võng đâu. Cây này độ cứng cao để đi săn hàng nha. Câu trôi, chép, câu dịch vụ, màu tự nhiên đều được hết luôn nha mấy anh. Màu phôi đẹp sáng bóng luôn ạ. Xoắn toàn thân nha, xoắn toàn thân đẹp trang cho mình ha. Cây cần mã số 3, một cây cần tay chiều dài 6m3, cứng vượt 5H ạ. À. Em bán với giá là 1.050.000 cho cây cần này nhé. Phôi rất là đẹp nha mấy anh, phiên bản Tiger nha, màu đẹp keng cho mình luôn nha. Mã số 4 thì em gửi đến anh, đó là một cây cần máy ngang nha. Cây cần lua máy ngang cứng MH, chiều dài 1m98. Đấy, cây này đến từ hãng YK nha. Chiều dài 1m98, cứng MH và cái phôi của nó cầm rất là chắc chắn, hãng YK mấy cái phôi rất là chất lượng nha mấy anh. Tải mồi thì tầm khoảng 12 cho tới 26g, tải cá 5-10kg vô tư nha mấy anh. Đấy, tay cầm đây. Cái này vẫn còn cái túi đi theo nha, và cái túi nó có in chữ YK trên đó đẹp keng à. Trọng lượng 150g và ngọn của cây cần này là 2 ly nha, ngọn 2 ly cho mình luôn. Màu phôi đẹp sáng bóng nè, phôi carbon xoắn toàn thân hai da cho mình luôn nha. Quá đẹp cho cây cần này. Chiều dài 1m98, cứng MH nha, cây cần mã số 4 ạ. À. Em bán với giá là 750k cho mình nha mấy anh, 750k nha. Anh nào lấy cây này thì em sẽ hỗ trợ bao ship cho mình nhé, chỉ một cây duy nhất trong trong clip hôm nay thôi nha mấy anh. Đấy, mã số 4 nha, 750k bao ship cho cây cần này nhé. Cây cần này còn túi đầy đủ nha mấy anh. Mã số 5 thì em gửi đến anh, đó là một cây cần lua máy ngang ti láp chiều dài 2m4 này. Đó, cây này tải mồi từ 8 cho tới 25g, tải cá từ 4 cho tới 7kg luôn nha. Màu phôi carbon nhám nha, vàng khoen là khoen bắt hãng cho mình luôn, loại sứ vẫn còn sáng. Ngọn 2.8 và trọng lượng của cây cần này là 172g nha. Màu phôi vẫn còn đẹp và sáng bóng cho mình luôn ạ. À. Đấy, màu phôi đẹp và sáng bóng. Tay cầm dạng cán mút nha.
và cái viền hay chỗ cái bát là màu vàng gold đẹp keng cho mình luôn nha mấy anh. Đấy, tay cầm cả mút này, tay cò đây ha. Cây cần mã số 5, một cây cần lua máy ngang chiều dài là 2m4, em bán với giá là 250k cho mình chơi tham khảo cây này nhé. Tập câu, câu giải trí mới chuyển qua bộ môn câu cần máy ngang á, mình mua mấy cây rẻ rẻ này về chơi cũng khá là ok. Mã số 5 250k, mã 5 250. Mã số 6 thì em gửi đến anh đó là một cây cần kinh tân, chiều dài 2m1 cứng MH ạ. À, cây này thì nó có chiều dài là 2m1 em mấy anh, và cứng thực tế là cứng MH. Lua mồi từ tầm khoảng là 10 cho tới 30g tại cả 5-10kg vô tư nha. Cây này thì nó có cái phôi carbon rất là dày dặn cho mình luôn. Ngọn của nó là 2 ly và trọng lượng của cây cần này là 148g nha anh, 148g. Và cái phôi của nó đẹp keng nha, khoen là khoen bách hãng, là khoen lua to cho mình luôn, đẹp keng à. Màu phôi đẹp sáng bóng, tay cầm dạng cán mút nha. Và cây này thì nó có tem vàng đầy đủ này, mã code đầy đủ luôn cho mình luôn ạ. À, cây này lên cá rất là rực rỡ nha mấy anh. Một cây cần lua máy đứng hãng Kinh Tôn, hàng Korea xuất Nhật nha. Cái phôi carbon của Korea thì khỏi phải bàn ha, chất lượng rất là đẹp luôn nha mấy anh, cầm khá là chắc tay. Mã số 6 em bán với giá là 650k cho cây cần này nhé. Mã số 6 650k. Mã số 7 thì em gửi đến anh đó là một cây cần Shimano Etride, tay cầm dạng cán bóng chày đẹp keng cho mình luôn nha. Cây này là cái bass C14 cộng, chiều dài là thực tế là 2m49 nha. Và cây này thì nó có độ cứng thực tế là cứng mờ. Cây này nó còn cái túi đi kèm theo này nha mấy anh, rất là đẹp luôn nha. Túi này là túi chống sốc nha, giúp mình hạn chế dập gãy và trầy xước cần nha. Phôi carbon xoắn ít 2 da toàn thân, da vàng khoen đây ạ. À, Fuji loại xứ đen nha mấy anh, Fuji loại xứ đen. Đấy, ngọn đây ạ, à, ngọn là 1 ly 6 và trọng lượng của cây cần này là 153g nha. Màu phôi đẹp sáng bóng cho mình luôn, lua lóc, lua chẽm vô tư nha mấy anh. Đấy, tải mồi từ 70 cho tới 30g nha, tải cá từ 3 cho tới 6kg cho mình luôn ạ. À, đấy, khá là ok này. Tem vàng còn đầy đủ nha, khoen là khoen Fuji loại xứ đen cho mình. Bát đây, C14 cộng, màu phôi đẹp keng. Thông số đầy đủ trên đây hết nha mấy anh, Made in Japan mà có đầy đủ. Cây cần mã số 7 em bán với giá là 750k cho cây cần lô này nhá. Mã số 7 750k, mã 7 ạ, mã 7 nha mấy anh. Mã số 8. Số 8 thì em gửi đến anh đó là một cây cần Yamaha Blend, hàng nội địa Nhật nha. Cây này nó có độ tải mồi là 30 cho tới 60g luôn, mã code đầy đủ nha. Chiều dài 2m7 cứng MH ạ. À, Made in Japan ha mấy anh ha. Phôi carbon xoắn ít 2 da toàn thân nha. Và cái khoen này là khoen Fuji loại xứ xích chân gôn cho mình luôn ạ. À, loại xứ xích chân gôn, khoen nào cũng là khoen loại xứ xích chân gôn nhé. Ngọn của nó là ngọn 2 ly 3 và trọng lượng của cây cần này là 193g nha. Màu phôi đẹp sáng bóng cho mình luôn nè, đẹp từ gốc cho tới ngọn nha. Cầm cây cần trên tay cảm thấy rất là xứng đáng không tiền bát gạo nha mấy anh. Bát Yamaha cho mình luôn ha, chuẩn Yamaha, đẹp từ gốc cho tới ngọn luôn nha. Cây cần này phôi đẹp rất là xịn nha, rất là chắc chắn nha. Phôi carbon chiều dài 2m7 mà chỉ nặng có 193g thôi ạ. À, phôi xịn sò cho mình luôn. Cây cần mã số 8 ạ. À, số 8 chiều dài 2m7 cứng MH, em bán với giá là 1.450k cho cây cần này nhé. 1.450k cho cây cần mã số 8 này ạ. À, mã số 9 thì em gửi đến man đó là một cây cần câu ngâm sông nha mấy anh, câu tra nè, đó, câu biển vẫn được luôn. Cây này thì nó có cái phôi là phôi carbon xoắn toàn thân, và ngọn của nó là ngọn 3 ly 6, trọng lượng của cây cần này là 196g, vàng khoen bát hãng cho mình nha, khoen loại xứ, khoen bát hãng. Màu phôi đẹp sáng bóng, cây này độ cứng tầm khoảng là 60 cho tới 100 nha mấy anh, cứng cao cho mình luôn nha. Đấy, bát là bát vặn bát hãng. Khúc cuối có một cái khuyên nữa này, cục dây bảo hộ cho mình luôn ha. Đấy, tay cầm đây. Phôi đẹp nha, phôi carbon xoắn toàn thân luôn cho mình, đẹp keng à. Màu phôi sáng bóng, chiều dài 2m1 nha, cứng 60 cho tới 100. Cho mình đi câu ngâm, lăn xê, câu sông đều được nha. Mã số 9 em bán với giá là 350k cho cây cần này nhé. 350k, mã số 9 350. Mã số 10 thì em gửi đến anh đó là một cây cần Raron, chiều dài 2m7 nha, cứng cũng 60 cho tới 100 nha, cứng cao nha. Cây này ngọn rất là to nha mấy anh. Ngọn là 4 ly rưỡi nha, trọng lượng 299g. Đấy, thiết kế vàng khoen nòng súng này, chân cao cho mình luôn nha. Đấy,
ngọn 4,5 ly, trọng lượng 299 g. Màu phôi đẹp keng, sáng bóng cho mình luôn nè. Đấy, phôi carbon xoắn chìm dưới màu nước sơn nha. Tay cầm thay cán mút và bát là bát hãng, bát vặn cho mình. Khúc cuối cũng có một cái khoen cục dây bảo hộ luôn đây. Đó. Chiều dài 2m7 nha mấy anh, 2m7. Phôi này là nó có cái màu xanh nõn chuối dạ quang nha mấy anh, nõn chuối dạ quang, đẹp keng cho mình ha. Cây cần mã số 10 à, em bán với giá là 310k cho cây cần này nha, 310k nha. Dàn khoen rất là đẹp nha mấy anh, khoen rất là đẹp, khoen nào cũng là khoen nòng súng hết luôn nha. Mã số 10 à, 310k, mã 10. Mã 11 thì em gửi đến anh đó là một cây cần này đây ạ. Một cây cần săn tra chiều dài 3m15 nha. Và cây này có cái dàn khoen đây, loại xứ xích chân gôn cho mình luôn ha. Bát này, bát này là bát Fuji nha, bát vặn màu viền vàng gôn. Đấy, cây Avoluten Okinawa Mamika nha. Cây này nó có trọng lượng là 560g và ngọn 3,7 ly nha. Tải mồi mát 1,5 kg và tải tỉnh vô tư 5-7 kg cho mình luôn. Đầu bu khá là to luôn nè, đẹp keng ha. Đấy, khoen nào cũng là khoen Fuji loại xứ xích chân gôn nha mấy anh. Cây này khá là chắc chắn luôn, phôi rất là dày dặn nha mấy anh, rất là dày dặn và tay cầm cán mút đây, đẹp từ gốc cho tới ngọn luôn nha. Đấy, cây cần mã số 11 em bán với giá là 1.950.000 cho mình đi săn tra nha, săn hàng nha, đánh bắt cá lớn cho mình nha mấy anh. Đấy, cây này khá là ổn áp luôn ạ. Mã số 10 ạ, 1.950.000 ạ. Mã số 11 thì em gửi đến anh đó là một cây cần phíp nha. Cây cần phíp này nó là 3 khúc, chiều dài 2m7 ạ, chiều dài 2m7 nha. Cây này nó có trọng lượng là 298g và ngọn 2,9 ly nha. Đấy, ngọn 2,9 ly, màu phôi đây. Dàn khoen loại sứ trắng nha, loại sứ trắng phát quang cho mình. Tay cầm dạng cán gỗ rất là chắc chắn nha. Tay cầm cán gỗ này. Cây cần mã số 12 ạ, cây cần mã số 12, một cây cần 3 khúc chiều dài 2m7 nha. Em bán với giá là 250k cho mình cây cần này nhé anh. Để ngâm câu sông ha, câu lăng xê đều được nha. Đấy. 250k thôi ạ, mã số 12. Mã số 13 thì em gửi đến anh đó là một cây cần đây. Cây cần này là 3m nha, cần 3m, cây này nó đến từ hãng KT nha mấy anh. Cây này nó có trọng lượng 380g và ngọn 3,4 ly nha, ngọn 3,4 ly cho mình. Dàn khoen loại sứ trắng phát quang. Và cây này độ mới nó còn tầm khoảng là 75% nha, 75% cho mình. Nó có bị trầy xước sơ theo thời gian nha, trầy xước theo thời gian. Đấy, hàng bãi mà, trầy xước là khó tránh khỏi nha mấy anh. Tay cầm dạng cán gỗ luôn ạ. Đấy, cây cần mã số 13 em bán với giá là 250k cho cây cần chiều dài 3m này luôn nhé. Anh nào mà không chú trọng ngoại hình mua mấy cây này rẻ rẻ về ha, đi câu vẫn còn, đi câu vẫn rất là ok nha mấy anh, vẫn rất là ok. Mã số 13, 250k. Số 14 thì em gửi đến anh đó là một cây cần 3 khúc đây ạ. Cây này chiều dài của nó là 3m3 nha, 3m3. Và cây này nó đến từ hãng Olympic này, nó có cái màu xanh lá đẹp keng cho mình ha. Cây này nó có cái ngọn là 2,8 ly, trọng lượng là 501g nha, 501g, ngọn 2,8 ly ạ. Đây, dàn khoen loại sứ nha. Và cái khoen của nó hơi bị oxy hóa muối biển nhẹ nha mấy anh, oxy hóa muối biển nhẹ. Màu phôi thân cần thì còn đẹp keng cho mình. Là bát nào, bát kim loại nha, bát kim loại, bát vặn. Tay cầm dạng cán gỗ cho mình luôn. Màu phôi thì vẫn còn đẹp nha, màu phôi đẹp. Do nó đi câu biển nên là cái dàn khoen hơi bị oxy hóa muối biển nhẹ nha mấy anh. Cái khoen này thì không có bị nè, nó bị ở cái khoen này và cái khoen đầu nha. Đấy, cái cần mã số 14 mà em bán với giá là 330k cho cái cần này nhá. Mã số 14, 330k, mã 14 mà 330. Mã 15 thì em gửi đến anh đó là một cây cần 4 khúc nha, một cây cần 4 khúc đây ạ. Cây này thì nó có cái chiều dài là, để em xem nào, cây này đến từ hãng Olympic nha, chiều dài là 4m2 nha mấy anh, chiều dài là 4m2, đến từ hãng Olympic. Đấy, cây này nó có trọng lượng là 1021g nha, 1,021 kg nha mấy anh. Đấy, rất là nặng nha. Và cây này thì nó có cái ngọn là 3,9 ly nha, ngọn 3,9 ly ạ, ngọn 3,9 ly, chiều dài 4m2 nha mấy anh.
đấy. Đó, một ký hơn nha, một ký hơn à. Vàng khoe đây ha. Ngọn 3 ly 8 cho mình nha, ngọn 3 ly 8. Ngoại hình tổng thể thì quan tâm khoảng là 75 cho tới 80% nha. 80%, 75, 80. Cây cần mã số 15. Em bán cái giá là 300k cho cây cần 4 khúc chiều dài 4m2 này nha mấy anh. Mã số 15 ạ, 300k mã 15. Mã 16 ạ. 16 thì em gửi đến anh đó là một cây cần 4 khúc luôn. Cây này chiều dài là 4m2 luôn nha mấy anh. Cây này 4m2 luôn ạ. Giang khoen loại sứ đây. Đấy. Cây này nó có trọng lượng là 824g và ngọn 3 ly 6 nha, ngọn 3 ly 6. Chiều dài 4m2 đến từ hãng Daiwa nha mấy anh. Đến từ hãng Daiwa nè. Đấy, cây này đến từ hãng Daiwa nha. Ngoại hình tổng thể thì con tâm khoảng là 85% nha, nó bị trầy xíu thôi chứ giang khoen vẫn còn đẹp cho mình luôn nè. Giang khoen vẫn còn đẹp nha. Đấy. Tay cầm đây ha. Đây. Góc đây. Cái này là bằng kim loại nha, rất là chắc chắn nha mấy anh. Cây cần mã số 16 và em bán với giá là 300k nha. Mã số 16 300k, mã 16 ạ. Mã 17. 17 thì em ba có một cây cần đây ạ. À. Cây cần này chiều dài để em xem nào. Cây này là 3m6 này. Vậy cây này tổng thể là 3m9. 3m9 nha anh. Cây này 3m9. 3m9. Đây. Cây này nó có trọng lượng là 583g và ngọn 2 ly 7 nha. Bắt gặp FX8 cho mình luôn nha. Đây ngọn 2 ly 7, trọng lượng 583g, màu phôi đây. Đấy. Giang khoen loại sứ trắng nha, phát quang cho mình luôn à. Cũng còn khá là ok ha. Đây cái giang khoen của nó đây. Và cái bát đây nha, cái bát đây ha. Tay cầm đây à, góc vẫn còn khá là ok nha nha, vẫn còn khá là ok. Cây cần mã số 17 em bán với giá là 270k cho cây cần này nhé. 270k cho cây cần chiều dài 3m9 này nha mấy anh. Chiều dài 3m9 nè, cái đầu lóng của nó có cái vòng chống nổ luôn nha mấy anh. Chống nổ lóng luôn nè, rất là ok nha. Cây cần mã số 17 em bán với giá là 270k nha. 270k cho cây cần này ạ. Vậy rồi cây cần kết thúc video ngày hôm nay của em. Cảm ơn các anh đã xem hết video của em nhé. Các anh có cần tư vấn hoặc đặt hàng có thể liên hệ với số điện thoại ghim trên màn hình nha, hoặc Zalo của em số 0344555188 nhé. Chúc các anh đi câu vui vẻ và hưởng lợi được nhiều cá. Hẹn các anh ở video tiếp theo. Chào các anh.